Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chủ đề đánh vua hoặc là chung ok. Và hiện tại thì đang ở vòng thứ 3 trên 7 của mùa giải tháng 1 thì chung ok đang tạm thời dẫn đầu ở vị trí top 1 với 35 sao có được. Và trận thi đấu này thì bên clan chung ok đã làm được 9 bay và bên đội bạn đã làm được 3 bay rồi. Và tỷ số thì chưa biết thế nào. Thì các bạn cứ đón chờ thông tin vào cái buổi review ngày thứ tư các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình, hãy để lại một like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming để mình cập nhật những thông tin mẫu bay cách đánh cực kỳ hiệu quả đến từ những clan top các bạn nha. Và trận thi đấu này thì chắc chắn đặc sản của chung ok vẫn luôn là dòng điện. Và cái series về cái clan chung ok này thì các bạn sẽ toàn thấy là những trận clear bằng dòng điện. Và 15 bay thì đã làm luôn được 9 bay rồi. Rất là kinh khủng. Và anh em nếu chưa xem hai video trước về ngày 1 và ngày 2 thì hãy xem lại trên kênh của mình nha. Và đại quân đã tùa vào hướng 12 giờ, ăn toàn khu vực nhà chính ở đây rồi. Đó, bị động mang một chút xíu thôi. Vẫn là phải quẩy nhắc người. Vâng, như vậy là thả Royal Champion từ hướng 9 giờ đi vào để ăn quy giác rồi, cũng như air defense ở hướng dưới này. Vâng, bịt quả đóng băng là quả chất luôn anh em ạ. Inferno với cả máy bắn đá đã bị thiệt hại rồi. Ô, nó gồng thêm phát nữa thì quá kinh khủng. Vâng, đi bắn con Royal Champion cấp 17. Hồi đóng băng ở đâu mà nhiều vậy. Vâng, cất giành là rất cẩn thận luôn. Ô, công nhận là có tướng mắc đánh phê thật anh em ạ. Không thọt một chút nào. Vâng, xong mẫu bay top 3 rồi. Tiếp theo là một trận nữa của người chơi Lộc An. À, đây là một mẫu bay mà bay cúp rất hay gặp. Vâng, mình sẽ tìm hiểu cách đánh của người chơi này. À, như vậy là đánh King Queen bên này và dàn quân như thế kia. Được rồi, mình gặp mẫu bay này toàn tạch thôi. Anh em nào bay cúp mà gặp cái mẫu bay Town 13 như thế này thì đây, cách phá của mẫu bay này là như thế này đây anh em ạ. Toét là nhòe luôn. Vâng, biết rồi đấy. Vâng, baby và dòng điện sẽ tỉa vào. Ok, ngon ngay. Mà đúng là như thật là nó toang thật rồi anh em ạ. Và như vậy là đóng băng để bịt con Queen của đội bạn lại. Ô, giờ này mà vẫn còn kinh, nó vẫn còn sống kìa. Rồi bốn cái X-Bow dàn hàng ra đây để dòng điện nó giật cho tung chim này. Đấy, vâng, dàn hàng dọc ra. Ôi dồi ôi, trời ơi, Champion thì nó xiên cho bốn cái thì không đỡ được phát nào. Vâng, Queen lên đây loi nhoi ăn luôn cái Anyfan em ơi. Dòng điện vẫn còn một thanh niên từ hướng 12 giờ từ dựng đầu xuất hiện. Kinh vãi đạn. Với Queen gồng thôi em. Ồ, như vậy là để cất giành cái skill về đục tường rồi. Nghi lắm. Jolly King đã nằm ăn vạ ra chửa đấy rồi. Ngày dậy đi anh em. Vâng, Queen nó đang còn đang chiến đấu với đỏ SML máu ra kìa. Rồi, gồng lên rồi. Ăn luôn quả bom. Vâng, nhọ nhèm đến từ thanh niên dòng điện. Và như vậy là trận thi đấu này rất may đi chứ. Vâng, King Queen khỏe thôi chứ không thì cũng hoảng. Ô, ô, đến pha cuối cùng. Vâng, tí thì tạch. Tiếp theo là một trận thi đấu là đánh nhà top 5. Vâng, clan Nhật Bản này. Queen một bên vào 12 giờ rồi. Đây là một cũng gần mắc của Town 12 rồi các bạn nha. Vâng, nhà chính là cấp 4 rồi. Vâng, cái hướng đi quân là rất giống với trận thi đấu vừa nãy cơ. Queen đi. Và Baby Tiểu Long đang phát huy tác dụng là cực kỳ tốt kìa. Vâng, nó tua vào sát ở khu vực này rồi. À, gặp thằng X-Bow mặt đất nữa. Để cái cuồng nộ nó vào rất sâu anh em ạ. Không thả quá vội đâu. Vâng, mình xem về những cách đánh, những phá những mẫu bay của cách đánh dòng điện này rất nhiều. Mà mình đánh vẫn chưa được như họ anh. Đủ đẳng cấp của top 1 thế giới của những người chơi như Hoàng Nguyễn đánh dòng điện nó khác bọt lắm. Rồi vừa mới gồng pha chất chơi rồi. Ở đấy
dù là dòng điện nó đang thương binh một chút xíu thôi. Và Royal Champion cũng đã gồng rồi. Mà như vậy là cái này, bộ bay này lại thành sân bay rồi. Hết defense rồi. Và ba thanh niên chỉ việc thoải mái đi ăn nốt những công trình lẻ tẻ phía ngoài thôi. Ui giời, tuyệt vời nhỉ anh em nhỉ. Cứ kiểu như là auto ấy. Và cứ thấy bay là đánh. Ồ như vậy thằng này có quả cái tượng gì đây này. Nhìn đây là tượng quán quân hay gì ấy. Vâng, có tia sét anh em ạ. Ồ vâng anh em đấy chưa, lại là một trận dòng điện nữa. Vâng, phá toang những mẫu bay vua. Công nhận là những thanh niên này đánh ở giải quán quân 1 nó cực kỳ khắc nghiệt và mẫu bay chắc chắn là phải khó rồi. Bên cạnh đó là việc defense của những người chơi ở trên này nó cũng phải cứng nữa. Chứ không phải ở những cái rank pha lê hay rank cao thủ của clan Akari Gaming đang ở đâu, đánh toàn tấu hài thôi. Ở trên này đánh nó toàn khét nẹt. Đánh để cố gắng luyện tập, tranh cái suất đi đánh giải. Vâng, đã gồng luôn đại quản giáo rồi. Thả bình động để ngăn chặn lính hội thành của đội bạn. Dạ vâng, bịt lại cái thổi gió là rất chuẩn bài. Khi mà đội quân nó tiếp cận sát được khu vực nhảy chính anh em. Nhanh quá nhỉ. Vâng, bịt luôn cả queen và máy bắn đá này. Các bạn có thể thấy thao tác tay là cực kỳ chuẩn luôn. Thả phát nào chuẩn phát đấy. Cũng bù cho mình phát. Vâng, thả phát nào xịt phát đấy. Quá dị. Thêm một bình cuồng nộ nữa. Ở đâu? Vâng, phải chỗ thổi gió, gần thổi gió các cây Inferno nhiều tia này. Chết này. Vâng, chờ rồng vào sâu hơn một chút nữa mới thả. Đó, anh em thấy không? Thả lấn vào tí xíu chứ không phải là thả ngay chỗ con rồng đâu. Thả mớm lên một tí. À, như vậy vẫn còn tới 4 rồng để thi đấu trong trận này. Bơi luôn. Vâng, như vậy là một em đã hy sinh và chuẩn bị. Ồ, hai em hy sinh và vẫn kịp làm một phát nữa trước khi chết. Vâng, rất là nhanh chân, nhanh mồm đến từ dòng điện. Vâng, tôi hy sinh thì bạn cũng phải oảng. Ngon luôn. Đây là một mẫu bay rất là phổ biến này. Anh em nào bay cúp huyền thoại thì sẽ hiểu cái mẫu bay này. Và vâng, gặp những thanh niên như kiểu Stephanie Doctor em thì cũng ok thôi. Bay cúp quen cái mẫu bay này rồi. Đó. King Queen với cả là Baby Tiểu Long cắt là cực kỳ chuẩn bài anh em thấy không? Còn thêm hai mình cuồng nộ vào và gồng luôn đại quản giáo. Đúng chuẩn sách giáo khoa rồi. Đánh dị thật. Không bù cho mình một chút nào. Đánh toàn tạch thôi. Vâng, như vậy là thả Royal Champion luôn anh em này. Mặc định biết những cách đánh cái mẫu bầy này. Và chờ rồng chưa hề thả một bình đóng băng và bình cuồng nộ nào thêm nữa cả. Mà vẫn chờ. Ồ, vâng, đúng là King Queen mạnh có khác. Tính được thời gian chờ luôn này. Tính được thời gian chờ trong tình huống này luôn. Vâng, phải bịt thêm cái nữa mới chắc được. Đúng rồi. Ồ, rất gọn gàng. Và rồng anh em cũng thể thấy là rất nhiều. Mà Queen bây giờ còn chưa thèm gồng. Dị thật. Không biết con rồng nó có hy sinh con nào không. Nếu như là vẫn 6-7 con gì đấy. 7 con. Úi dồi. Coi như là chỉ chết lính clan thôi. Còn rồng mang đi thì vẫn sống. Kinh khủng khiếp. Đấy, các bạn thấy là kết thúc trận thi đấu rồi mà rồng vẫn còn đang lúc nhúc mà. Vâng, tiếp theo là một trận dòng điện không trượt phát nào đến từ Stephanie Doctor M. Vâng, bay gì thì bay chứ cứ nằm gặp mấy thanh niên này là cũng hoảng thôi. Như vậy là King Queen nó đi ăn nó defend mà nó dọn rất là ảo diệu. Và các bạn lưu ý là có thêm cả một dòng điện nữa cũng dùng để cắt góc nha. Baby Tiểu Long ở bên cạnh 12 giờ đi xuống là các bạn cũng thấy là phát huy tác dụng cực kỳ to lớn luôn. Nó dọn được rất nhiều công trình. Vâng, King Queen thế này nó đi lông rông lớn ngớ nó vẫn ăn được vài cái air defend ở đây này. Rồi. Tít thò lò luôn. Toang. Ui, bịt được máy bắn đá là cực kỳ nhanh luôn các bạn kìa. Queen nó đang cắt là cực kỳ gọn gàng luôn. Vâng, vẫn còn cất tới 2 bình đóng băng.
Bịt ở đây trước này, còn ăn được cái cuồng nội chứ. Chất thật. Wow, vừa làm một phát thôi rồi luôn. Bẫy lốc xoáy thì con đâu có nhầm nhò gì. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình thì hãy để lại một like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về nội dung game Clash of Clans nha các bạn. Và mình vẫn luôn hỗ trợ các bạn những vé vàng, những gói gem ưu đãi trong cửa hàng nha. Thoải mái đây baby ơi. Rồi, đã xong trận thi đấu này luôn, đến trời Stephanie Doctor em các bạn ạ. Và mình xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Vâng, còn một số trận nữa nhưng mà mình thấy defense nó yếu dần rồi, thôi thì chúng ta quay những trận top trên thôi. Và tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang là top 1 vòng thứ 3 của cái này chung ok. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới của mình nha. Mình đi đây. Bye bye.